Trời mọi người ơi, cuối cùng cái bộ nội thất tôi thích nhất cũng đã xuất hiện rồi. Quên để chào mọi người đã chứ. Hello mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu của Sunny nha. Thì mọi người biết sao không, cuối cùng thì cái bộ nội thất mà tôi thích nhất trên đời đã xuất hiện. Mọi người có nhớ là hồi tháng trước á, thì trên cái kênh TikTok của nhà phát hành game có đăng tải một cái video nói về một cái bộ nội thất màu tím oải hương đúng không? Nhưng mà sau cái đợt đó cập nhật vẫn không thấy đâu cả, nên mình mới thắc mắc là ủa tại sao quảng cáo rồi mà lại không có đưa ra, trong khi mình rất rất là thích cái màu oải hương đó luôn. Và mình cứ nghĩ là nhà phát hành game chỉ làm video vậy thôi chứ không có ra mắt cái bộ đó. Nhưng mà không ngờ cuối cùng hôm nay nó đã ra mắt rồi mọi người. Cho mọi người xem nè. Đây trời ơi, 7749 cái thứ màu tím luôn á. Lát nữa tôi sẽ lôi ra cho mọi người xem từng món nha. Nhất định đợt này tôi phải mua cái bộ nội thất này mới được. Nó là từng món lẻ tẻ chứ nó không phải là một bộ nha mọi người. Vậy thì trước tiên coi trong cửa hàng hôm nay có những gì mới nha. À mọi người, hôm nay có một cái gói mới tên là thủ lĩnh sừng gói. Một cái gói là gói bọ kẹp kìm và một cái gói là gói bọ hung. Thì không biết mọi người thích con nào hơn, nhưng mà riêng mình thì mình thích con bọ kẹp kìm hơn nha. Kiểu như là mấy bữa nay game đang hot cái trò chơi bắt côn trùng đó, mọi người rất là thích bắt bọ cánh cam rồi ong các kiểu. Xong giờ nhà phát hành game cho ra một gói nguyên một cái con bọ hung to đùng đùng nè mọi người đó. Thì nhưng mà mình thích cái con bọ kẹp kìm hơn nên là mình sẽ mua con bọ kẹp kìm nha. Cái gói này thì được báo bằng kim cương nên là mình nghĩ ai có kim cương cũng có thể mua được. Mình sẽ mua cái gói bọ kẹp kìm này cho mọi người trước để mọi người tham khảo ha. Ok, hộp thư nha, nhớ bấm một lần thôi nha mọi người. Ok, cái gói sản phẩm đã nhận được là gói bọ kẹp kìm. Nhận thôi. Wow. Mình không biết là vì sao mà nhà phát hành game lại cho mấy cái bộ đồ kiểu này nữa. Làm sao mà người ta có thể nhầm lẫn với mình với côn trùng đúng không mọi người? Làm gì có con trùng nào mà to như thế này. Nhưng mà thôi, mặc vô cũng gọi là hợp trend lắm. Cũng kiểu là đi hòa mình với thiên nhiên bắt côn trùng rồi đó. Cũng hợp lý mọi người ha. Ở đây mình sẽ mặc thử cho mọi người xem, mặc dù mình biết là mặc vô cũng không đẹp đâu, mặc vô nó rất là buồn cười ấy. Ấy khoan, trước khi mà đổi cái mũ nha, nhìn mọi người thấy mình giống con gì không? Ủa nó có cái cánh đấy nè. Thì mở cái ba lô ra, mọi người có thấy mình giống con gì không? Mình thấy là mình rất là giống con kiến ấy. Giờ từ từ nha, mình mà đeo thêm cái râu bướm vô là giống con kiến nè. À đâu đó option cũng được nữa. Nè, cho nhìn giống con kiến lắm luôn á. Kiến mà kiểu mô phỏng người đó. Ui là trời. Wow, cái sự kết hợp là lùng thật. Đấy thì không, mặc cái bộ mũ bò kẹp kìm này vô nó buồn cười quá mọi người à. Nhưng mà mình vẫn thích cái bộ đồ phần thân nha, cái kiểu nó phình ra ở dưới cũng đáng yêu quá. Tài và trước khi mà tốn cái kim cương vô cái bộ nội thất mới thì mình sẽ đi kiếm thêm kim cương nha mọi người. Wow, tôi hết mầm non rồi, đợi xíu tôi tái chế bớt đã. Bóc cả hai hộp vịt luôn, nhưng mà trước tiên thì bóc hộp vịt này đã nha. Mấy bạn kêu là muốn chọn mình muốn mở ra cái thứ gì là mình sẽ chọc vào những thứ còn lại. Cái này mình nghe mọi người nói nha, chứ mình cũng không biết đâu à. Trời ơi, đâu có đâu, nó vẫn ra tiền sao nè mọi người. Nó ra tiền sao tiếp nè. Vậy thì bấm vào bộ đồ thôi mọi người nha. Ủa xem một thứ ra. Ui, ra kim cương thiệt nè. Ủa là trời mọi người. Wow, hay là do mình hên thôi. Không, mình phải có niềm tin chứ đúng không? Mình phải có một niềm tin. Trời ơi, nó ra thiệt. Nó ra, không bấm vào kim cương là nó ra thiệt mọi người ạ. Mình phải có niềm tin chứ đúng không? Rồi câu thần chú của mình đâu? Hộp thứ ba ra cái gì? À đúng rồi, lúc nãy mình có đọc câu thần chú á. Oh wow mọi người. Thiệt nè. Kiểu là không bấm vào kim cương với lại đọc câu thần chú là nó ra thật nè. Không biết là ngày mai có hên vậy không? Ngày mai mình sẽ kiểm chứng lại nha. Ok, hộp vịt hôm nay quá trời hên rồi, vậy thì cái hộp vịt vũ trụ thì sao? Hên luôn nha. Giờ mình sẽ không bấm vô cái mấy cái bộ đồ đó nữa, mình sẽ bấm vô đồ ăn thôi. Thì nó sẽ ra. Nó vẫn ra đồ ăn mọi người. Ôi là trời, sao vậy? Không, bộ đồ đi mọi người. Làm ơn please. Tôi không ra một món trong mấy cái ba cái món này lắm luôn á, mà nó vẫn chưa ra món nào hết á. Có ai mở ra món nào chưa vậy? Tiền sao? Tiền sao cũng được đi. Thà là tiền sao mọi người ha. Chứ đồ ăn ăn mấy rồi mập sao đúng không? Ba hộp rồi, hộp thứ tư. Ôi mọi người. Ôi là trời. Nó ra cái mũ hiểm thiệt nè. Ê, hôm nay sao á? Hôm nay nhân phẩm sao mọi người à? Mũ bảo hiểm vụt vịt vũ trụ. Mũ bảo hiểm không gian với mỏ vịt nhô dễ thương. Có teo quá à.
cái mặt nó nhìn y chang cái câu chuyện cánh cục ấy. Ê để coi, ê không, thiệt nha mọi người, nếu là mọi người không kích vào cái món đồ thì nó sẽ dễ ra hơn. Cái này giờ mình mới biết đó nha. Oh wow, cảm ơn cái bạn nào mà chỉ cho mình cái cách này nha. Hữu hiệu thật sự luôn, ngày mai mình sẽ trở lại ha. À ha, hôm nay bộ nội thất tôi yêu thích ra mắt rồi mà tôi còn hên nữa. Trời ơi, hôm nay là một ngày vui nha. Ok, bây giờ Nhi sẽ qua đây để mà Nhi có thể mở những cái món nội thất mới trong cái cửa hàng nội thất ha. Mặc dù hôm nay thì Nhi chưa biết là Nhi có mua hay không. Với cả là Nhi chắc chắn là không có đề co kịp, nhưng mà sắp tới thì chắc chắn là Nhi sẽ đề co những cái món này ha. Nhi sẽ cố gắng kiểu lên ý tưởng và đề co cho mọi người một căn phòng bằng cái nội thất hoa ải hương này. Nhưng mà có lẽ là nó sẽ mất một chút thời gian mọi người ha. Trời ơi, món nào cũng xịn luôn, cái thảm này xinh ghê á. Thảm caro ỏi hương nha, một cái thảm tận 3.000 tiền nha mọi người. Ủa là trời, nó không có rẻ nha. Cái bộ nội thất đợt này nó cũng đắt đó. Cây đậu tía, cây này, ủa trời, cây này 8.400 hả? Oh wow, mình sẽ suy nghĩ là có nên mua cái cây này không nha mọi người. Cái cây này nó mắc quá nè. Ê, cái bồn tắm này xinh quá à. Ai cũng biết tôi rất là mê bồn tắm đúng không? Trời, có một nguyên một bộ sưu tập bồn tắm luôn á. Nhưng mà cái bồn tắm này xinh cực nha. Cái bồn tắm này xinh xỉu ấy. Trời, giả sử như mà mình có mua cái cây này xong kiểu mà tắm xong cái tắm ở dưới cây á, trời cũng lãng mạn chứ phải đùa. Tất nhiên trong phòng tắm thì phải có cái gương, nhưng mà cái gương này nó không có thể nào mà đứng được ở dưới nhà sàn nhà nha, nó phải đứng ở trên tường, phải đính ở trên tường ấy. Cái gương này nó rất là nổi trong thời gian gần đây á. Trời ơi, cái bồn rửa mặt nó cũng xinh nữa. Eo ơi xinh nha. Ồ trời, không có cái bộ nội thất nào mà làm tôi thích hơn cái bộ nội thất này nữa, mà nó lại được bán bằng tiền sao và trong cửa hàng nữa chứ. Xuất sắc quá nhà phát hành ơi. Trời ơi, đây rồi, chiếc giường từng xuất hiện trong video clip của nhà phát hành mà mình đã nói là mình nhất định phải mua. Bây giờ nó mới ra nè. Trời ơi, chiếc giường của tôi. Giường cũng xinh quá. Ủa mà sao đặt chiếc giường ở trong cái phòng tắm vậy trời? À mà đâu, mình đã xây đâu đúng không? Mình cứ lôi ra hết cho mọi người xem đó nha. Mọi người thấy không? Mình chưa có xây nha. Nhưng mà mình lôi ra là mình đã thấy nó đẹp rồi. Đây, lọ hoa ỏi hương. Mà sao lọ hoa có chút ép vậy? Ai mà thấy trời, nó nhỏ hơn cái mặt mình nữa chứ. Trời ơi, cái tủ áo quần này quá. Cái tủ quần áo này xịn ghê á. Nó xịn như mấy cái món mà bán bằng thỏi vàng ở trong cái cửa hàng Life Friend luôn á mọi người. Ê, mình có nói quá không vậy? Nhưng không, mà nó xinh thật nhờ. Nó xinh thật mà đúng không? Trời, xinh xỉu. Quá xuất sắc, cái bộ nội thất lần này quá xuất sắc. Cái gì đây? Vách ngăn cửa hả? À, là một cái cánh cửa nha mọi người. Phòng thì phải có cửa đúng không? Phải ra vô đồ đó. Oh wow. Trời ơi, cái nhà mới mình chuẩn bị tới công chuyện nha. Có lẽ là căn phòng đầu tiên mình xây trong nhà mới có lẽ là căn phòng ở hương đó mọi người à. Một cái cửa sổ hả? Ủa, cửa sổ xanh ở dưới đất vậy? Ở cửa sổ này hơi lạ nha. À, nó có luôn cái khối gỗ nè. À, thì đây là nó cho mình khối gỗ. Ý là mình có thể nâng lên một bậc hoặc hai bậc tùy ý mình á. Nhưng mà mình thích cửa sổ thấp thôi. Đấy, ví dụ thôi nha mọi người. Đấy, ví dụ cái cửa sổ như thế này. Khoan nghe, thì sao nó không... À, nó mở cửa này mọi người, nó mở nhưng mà nó vẫn là tấm cửa kính ấy. Nó mở cái cửa ngoài thôi. Cũng xịn ha. Sao vậy nhờ? Sao cái đợt này nội thất xịn vậy nhờ? Thêm một cái gối. Ủa, cái gối làm gì? Trên giường có gối rồi mà. Vậy thì mình bỏ cái gối bên này để làm chơi đồ nha. Và đi một kèm một cái gối là thêm một cái gối nữa. Kiểu gối là phải có đi có đôi có cặp đồ đó. Mọi người thì chả thấy có đôi có cặp gì cả. Đó, tới cái đĩa mà nó cũng phải có hai cái nha mọi người. Mọi người có thấy không? Nó hơi nhỏ nha. À, nó không phải hơi mà nó siêu nhỏ nha. Cái đĩa cũng dễ thương nữa. Eo ôi, kiểu như là sao ta? Mình bày ra một cái đệm ở giữa sàn xong cái mình bày đồ chơi ra chơi á. Giống như hồi nhỏ mà mình hay chơi đồ hàng vậy mọi người. Đáng yêu ha, trời, còn có nến nữa chứ. Lãng mạn vậy. Ai nghĩ ra cái bộ nội thất này xịn quá vậy trời. Chậu hoa tất nhiên phải đặt trước gương rồi. Đây, còn đồ dùng mỹ thuật ỏi hương đồ này kia, còn cho đồ chơi tô màu đồ này kia nữa. Cái bộ nội thất gì mà xuất sắc quá vậy trời. Hoa ỏi hương khô nữa nè. Sợ mọi người chơi chưa đủ vui á, thêm cái hoa ỏi hương cho nó đẹp rồi đó. À, lưới treo trang trí cái này đẹp mà, nó cái này rẻ này, 1.800 thôi. Oh wow. Và vách ngăn ổ ỏi hương. Cái này chắc là để mình xây thành căn phòng á mọi người à. Ủa nhưng mà cái này hơi lớn nha, cái này siêu lớn ấy. Đấy, mình sẽ lắp thành một căn phòng. Giả sử như bên này mình lắp xong phòng rồi đi thì mình sẽ có cánh cửa sổ này. Ồ, cái cánh cửa này không có mở ra từ bên ngoài được, nó mở ra từ bên trong thôi. Đấy, đi vào cửa chính. Wow, phòng rộng quá.
chắc chắn là những ngày sắp tới Nhi sẽ cố gắng xây xong và Nhi sẽ ra cho mọi người xem ha. Trời ơi, bộ nội thất này xinh xỉu luôn. Đây xứng đáng là bộ nội thất Nhi thích nhất từ trước tới giờ cho tới thời điểm hiện tại nha mọi người. Ok, mong là mọi người cũng có hứng thú với bộ nội thất này và xây cho mình những căn phòng thiệt là đẹp nha. Hẹn gặp mọi người trong những video đẹp có sắp tới nha. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm đăng ký để xem bao nhiêu sầm xí gì nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara.